hiệu hứng tiếp tục. Một nữ nghệ sĩ đã từng đoạt quán quân giải thần tượng bông lúa vàng, nghệ sĩ An Ni. Thì đây đầu tiên là hành cũng xin kính chào quý bà con để chúc sức khỏe và chào tất tinh trong trọng nhất. Và cũng để thiết kế chương trình hôm nay thì hành cũng xin gửi đến quý vị dưới bài vọng cũ là với bài vọng cũ Mừng Tuổi. Thank you.
Dạ, xin lên đây nhà con.